Ui rồi vẫn quả đấy vẫn với được nhờ, hay thật, cổ tay nó khỏe, nhìn nó ra kia kiểu chạm đất thì mà vẫn ui rồi nhập. Điểm số đang là 14-10. Nhanh. Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với video của Sport Hùng. Trận này thì không live stream nữa mà sẽ quay lại đăng cho anh em xem sau. Đây là một trận đơn rất hay và Hùng lựa chọn là sẽ quay Full HD và với góc quay đẹp nhất để gửi đến mọi người. Điểm số đang là 2-0 cho Indonesia nhé. Nói gì thì Hùng sẽ gọi tên theo tên quốc gia nhé. Cầu vẫn trong sân. Chung là top thế giới ngày xưa nó vẫn là đẳng cấp anh em ạ. Cầu ngoài 4-0 rồi. Ui giời, kéo khéo thế nhỉ. Đánh chắc lắm mọi người. Vẫn qua, chưa qua. Nhưng tính ra vận động viên của Hồng Kông kia cảm giác không có bài gì mấy anh em ạ. Đánh cầu rất cơ bản. Điểm số 3-7. Chặn sẵn trên lưới rồi. Có mũi đây. Nó đánh toàn tỉa đây. Đánh không đập gì mấy không. Con gái. Trận kia vẫn là trận nam. Cái trận đấy rồi. Thầy Hoàng Quỳ An, sân vật chất Nguyễn Đăng Kiên. Đập phải nói là cây vật Hồng Kông mình đi đập rất tốt nhưng ngoài một chút. Chen Xuyu, Chinese Taipei. The umpire, Nguyễn Thị Thu Hà, serve judge, Cung Thủy Lan. Trận đấu số 3, trận đấu đơn nữ của bạn 16, trận đấu số 18. Wow.
phản cầu rất hay. Ui rồi ôi, điểm 3-0. Rồi anh đập lại quả, đập kinh thật. Xem hai ông này đập nổ, xem bên cạnh đập nổ, nổ đôn đốt. Lại bom, thằng này bom tốt thật. Ui xoài. Go to Mexico, round 16, match number 52. Sao? 21-12. Trận đấu quyết định sức trẻ hay là đẳng cấp là mãi mãi. Sức trẻ sẽ giành chiến thắng hay là tay vợt từng số 3 thế giới sẽ giành chiến thắng. Điểm số 1-0. Đập tốt. Xem xem một cứ tưởng Tommy Sugigato sẽ ăn chắc rồi đấy. Nhưng mà xem đến đoạn này thì khó nói. Bắt. Trong sân không để ý quả này. Điểm 4-5.
rồi. Bom vẫn còn. Cầu ngoài sân. Chưa biết ai ăn ai. Số 86. Này chị ơi. Này thì đỡ. Rồi ngoài mất rồi. Chả hiểu đánh tâm lý ở gì thôi. Thế nó đẳng cấp hơn hẳn. Ông đều đánh nhiều khi mình biết. Nhiều chất cảm thì đều đánh cực hay. Điểm số 8-12. Hôm nay thần đấy, hôm nay đoạn thua thằng Thái đâu. Thái đánh 2 set luôn. Em nốt loạt lao. Còn lại còn nữ. Đôi nào đôi em ở đấy? À đôi sau 5 tiếng. Điểm số 13-9. Điểm số 12-15. Thế mà ông kia đập hơi xịt nhỉ? Cảm giác đập nó không được thoát hết. Ra đập không nổ. Ôi vẫn xỉa lên. Thủ rất chắc. Không phải sao chứ. Số 18-14. Đôi nữ. Năm nữ. Quay cho năm nữ. So the judge, win from the... So the winner of the game is 56, Takuma Obayashi. 16-20. 21-16, set 3 chiến thắng cho Tomi Sugato.